Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric, chủ nhân của YouTube channel Hỏi Sơn IT. Hôm nay trong video này, gọi là chúng ta sẽ đi sang một chủ đề mới nha các bạn. Đấy chính là mình sẽ giúp các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau gọi là phân tích cơ sở dữ liệu, cũng như là chúng ta sẽ chuẩn bị để thiết kế cái cơ sở dữ liệu của chúng ta nha. Thì ở đây thì mình sẽ cho các bạn một cái đề tài và chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ thực hành trước, các bạn sẽ tự làm trước nha. Thì trong video tiếp theo thì mình sẽ show cho các bạn thấy rằng là mình thiết kế cơ sở dữ liệu như thế nào và tại sao mình làm vậy nha. Thì đây chính là một cái đề bài mà ngày xưa mình đi thực tập với các bạn này. Thì mình đã lục lại cái email của ngày xưa mình đi thực tập ấy, thì người ta cho mình cái này. Thì như thế này các bạn này, thì để phục vụ cho mục đích mà chúng ta thiết kế cái cơ sở dữ liệu này, thì đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải trả lời câu hỏi rằng là database là gì, cũng như rằng là chúng ta có những cái gọi loại database nào và những cái điểm mạnh điểm yếu của nó. Thì cái về cái câu hỏi này thì hôm trước khi nói về MongoDB cũng như rằng là nói về MySQL ấy, thì mình đã giúp các bạn trả lời câu hỏi này rồi nhá. Tiếp theo nữa thì khi mà chúng ta học trên trường đại học chẳng hạn, thì chúng ta có cái môn gọi là môn cơ sở dữ liệu, thì chúng ta hay học về mấy cái chuẩn 1NF, 2NF, 3NF. Nói thật với các bạn rằng là các bạn tìm hiểu cũng được, còn cá nhân mình mà bây giờ các bạn hỏi mình rằng mấy cái chuẩn này là gì, mình không biết đâu các bạn, cũng như rằng là thời sinh viên mình cũng chẳng hiểu cái gì. Thì đây chính là quan điểm của mình thôi. Và sau khi mà các bạn đã có những kiến thức cơ bản như vậy rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cái đề tài này nha. Thì đây chính là một cái đề tài chúng ta sẽ gọi cái dự án của chúng ta là quản lý nhân sự nha các bạn. Và trong cái khóa học này của chúng ta thì mình sẽ giúp các bạn, chúng ta sẽ làm cái chức năng gọi là login logout thôi, tức rằng là chúng ta sẽ làm cái bay của ứng dụng thôi, cũng như rằng là mình giúp các bạn làm về cái phần JWT, chúng ta dựng con Node.js và dựng cái con React lên. Còn về chi tiết thì mình không thể làm trong khóa học này nha các bạn, bởi vì sao? Bởi vì rằng là chúng ta muốn làm cho ngon ấy thì mình sẽ để dành để sau này các bạn chúng ta sẽ làm một cái xịn xó hơn hẳn. Còn cái project này chúng ta sẽ đánh mạnh vào cái gọi là tư duy để gọi là thiết kế cơ sở dữ liệu nha các bạn. Rồi, thì khi các bạn làm cái dự án này thì chúng ta sẽ có một cái chức năng bắt buộc, đấy chính là login logout nha các bạn. Cái chức năng này thì chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành này. Và các bạn lưu ý rằng là nó sẽ dành cho nhân viên của công ty và khách hàng để xem tình hình nhân sự của công ty nha các bạn, tức rằng là công ty có bao nhiêu người chẳng hạn thì khách hàng có thể xem được ấy. Ở đây thì chúng ta sẽ cần phải thiết kế cơ sở dữ liệu như thế nào để cho nó gọi là có thể gọi là thêm sở hóa nhân viên này, cũng như rằng là quản lý thêm sở hóa khách hàng này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần phải quản lý các dự án trong công ty, đúng không các bạn? Thì cái này gọi là project nha. Và sau nữa thì các bạn có thể gọi là chúng ta có thể quản lý cái nguồn nhân lực của cái dự án đấy này, theo gọi là các bạn có thể thêm người vào trong những khoảng thời gian nhất định chẳng hạn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ xây dựng một cái báo cáo gọi là giống như là một cái báo cáo các bạn để xem là một ngày người đấy làm những công việc gì. Thì đây gọi là nôm na về cái đề tài đấy nha các bạn. Thì ở đây thì các bạn sẽ gọi là chúng ta sẽ tư duy và chúng ta sẽ gọi là chúng ta sẽ cần phải thiết kế cái cơ sở dữ liệu cho cái đề tài này nha. Thì đối với cái file này thì mình sẽ để tại phần miêu tả của video để các bạn có thể gọi là xem lại cái nội dung text cũng như nội dung yêu cầu nha. Và khi các bạn nhận được cái file này thì các bạn cứ thiết kế cái cơ sở dữ liệu theo cách các bạn hiểu đi, miễn sao rằng là nó đáp ứng đủ được các tính năng ở đây, như vậy là đạt yêu cầu rồi. Còn cá nhân mình thì mình sẽ có một cái video riêng mình sẽ giải thích về cái này. Thì cái video này mình sẽ dừng lại ở đây nha, và các bạn sẽ gọi là chúng ta cứ làm đi nha các bạn. Các bạn nên làm theo cách hiểu của các bạn trước khi các bạn xem đáp án nha, thì như vậy thì nó mới có hiệu quả được. Và đồng thời thì mình khuyên chân thành một điều rằng là bạn nào mà học được lý thuyết ấy, thì các bạn có thể đọc qua những cái lý thuyết về cái đây các bạn này, các chuẩn thiết kế database, để chúng ta biết một chút thôi. Còn cá nhân mình thì bây giờ các bạn hỏi mình thì mình cũng không hiểu đâu, cũng như rằng mình quên sạch rồi. Hôm sau thì mình sẽ có thời gian chấm gió sau nha. Ok, như vậy là tốt rồi. Chúc các bạn gọi là chúng ta sẽ tập trung chúng ta làm cái này. Và nếu như rằng là các bạn có điều gì vắc mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại chứ đặt câu hỏi cho mình nha.